Việt quế. Việt quế lá sắn bông chùm nha anh em. Việt quế nha. Lá sắn bông chùm nha mọi người. Lô này lá sắn bông chùm không nha. Lá là lá chung á. Rồi anh em coi đế nè. Cây này bộ đế dữ lắm, bộ đế luôn anh em ơi. Ha. Rồi. Ba mươi lăm hoành. Ừ. Đó, hoành ở trên đây là 25. Nó 25. Rồi, chiều cao là 1m6. Đường kính bầu nó là 55. Đường kính bầu 55. Rồi, mã số V1 nha mọi người. Mã số V1. Cái V1 này là cây nguyệt quế, lá sắn phong chùm. Mã số V1 em Zalo cho mọi người là 2.200.000 em bao ship. Đó, cây đế đẹp lắm ha. Dây 1 2.200.000 nha. Bao ship. Ừ. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là mã số V2. V2. Cây này là đập từ cái bồn ra nha anh em. Đó, nên cái bầu đó rễ tơ rất là nhiều trong cái bồn á. Đập ra. Đó, cây này sống khỏe đâm chồi lại này nè hết trơn nha anh em. Nè. Đó, đang đâm chồi lại hết trơn ha. Đang đâm chồi mới luôn. Mình trồng mình tưới nước đừng có tưới nước ẩm quá nha mọi người, nó dễ bị chết á. Đó, cây đâm chồi quá chừng luôn nè. Rồi, hoành luôn. V2. V2. Cây này một thấu thân nó là một cốt cao nó đứng sỉnh luôn. Hoành nó là 32. 32 hoành. Chiều cao là 1m, khoảng 1m rưỡi đi. Cao 1m rưỡi. Bầu 35. Đây. Mã số V2. Giao cho mọi người là 1.500.000 em bao ship. V2 1.500.000 nha anh em. Bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo là V3 cho mọi người. V3. Đó, cây này cũng đâm chồi mạnh lên nha anh em. Cây này chồi non đâm quá trời này ha. Chung nguyệt quế này là em bao tươi sống tới nhà anh em ha. Còn cách anh em trồng nữa nha anh em. Chứ em không có bao sống ra bông ra trái nha anh em. Này thì em sẽ bao tươi sống tới nhà anh em. Rồi anh em đừng trồng liền nha anh em. Anh em cứ để nguyên như bầu gì nè. Đó. Cây này tưới nước nhiều nó. Đó là đâm chồi mạnh thiệt mạnh. Rồi anh em phải trồng ha, đừng trồng liền nha anh em. Rồi, hoành luôn. Hoành đây là 26. 26 hoành. Cao 1m3. Đường kính cái bầu là 41. Đường kính bầu 41. Này, cái thân của nó giống như vận chuyển nhiều quá, nó cọ nha, nó chạy nè mọi người. Rồi cây V3. Em giao luôn với mọi người 800.000 em bao ship. Rồi V3 800.000. Theo cây mã số V4. V4 cho mọi người. Đó. Cây này cũng đâm chồi lại hết trơn nghe anh em. Nè, nhú chồi đâm lại hết trơn rồi. Này anh em về đừng trồng liền nha. Mấy cái đầu cắt của nó nè, cái chỗ này nó có đầu cắt nó có cái lỗ ha. Đầu cắt nó. Này anh em để trong mát. Đó, tưới kích rễ là nữa đâm chồi mạnh rồi đem trồng là ok ha. Nguyệt nguyệt mình đừng trồng liền nha anh em. Mà mình đừng có tưới nước nhiều quá nữa. Hoành nó 22. 22 hoành. Cao là 1m19. Cao 1m19. Bầu 36. Rồi mã số này là mã số V4. Em giao luôn với mọi người 550.000 bao ship. Rồi 550.000 nha, bao ship luôn. Tiếp theo. Để coi chồng đi đường đi. V5. V5. V5 nha mọi người. Rồi, đâu hoành luôn. Này đâm chỗ quá chừng rồi ha. Nè, chờ non nó đâm khá nhiều ha. Thì chồng mới không ha. Hoành 23 hoành. Cao là 1m12. Cao 1m12. Đường kính bầu 36. Đường kính bầu 36. Rồi,
Dạ luôn. Rồi, dây 5 600 ngàn thôi anh em ơi, bao ship luôn. Tiếp theo. Dây 6. Dây 6 nha anh em. Đâm chồi khá mạnh nha mọi người. Khi vận chuyển mấy cái chồi đó có thể gãy không sao cho nghe anh em, về đâm chồi mới nha anh em. Rồi, hoành luôn em ơi. Hoành đó 22. 22 hoành. Cao là 88. Cao 88. Đường kính bầu là 33. Đường kính bầu 33. Dây 6. Dây 6 giao lưu cho mọi người 550.000 3 ship. Rồi 550.000 bao ship. Theo. Mã số dây 7 nha mọi người. Dây 7 ha. Đó, cây này cũng đâm chồi ầm ầm hết trơn nè anh em. Khi nào đâm chồi mà ra lá xanh đậm gì anh em phải trồng ha. Còn lá xanh tơ này anh em đừng đem trồng nha. Khi xanh đậm rồi nó mới kéo đầu sẹo hết rồi. Rồi, hoành luôn. Cây này nu cục luôn ha. Hoành 23. 23 hoành. Cao 1m25. Cao 1m25. Đường kính bầu nó là 34. Đường kính bầu 34. Dây 7 550 bao ship. Rồi dây 7 550.000 luôn em ơi, bao ship tặng nhà luôn. Theo cây dây 8 nha anh em. Dây 8. Rồi, cây này đâm chồi rất là nhiều luôn ha. À, cái này cây này cái đầu này trên này đầu cắt á, ta hồi đó người ta keo nên nó bị hư cái đầu cắt trên này nè ha. Cây đâm chồi nè. Nó bị mấy con mối nó đeo nữa nè. Mấy con mối đeo ngoài không anh em? Nè, nó vuốt vuốt này ra. Cây này già lắm, già luôn anh em ơi. Đâm chồi dưới gốc luôn nè. Ở đây nó xù luôn, cục xù luôn nè. Đâu hoành tuốt chứ đây 35 nha. Cục xù 35 luôn. Hoành đây thì nó 26 à. Hoành nó 26. Chiều cao là 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 34. Này mấy con mối đeo nha mọi người đó. Rồi giá luôn. Cây này là dây 8 em giao lưu cho mọi người 550 bao ship. Rồi 550 nha anh em. Theo cái mã số dây 9 nha anh em. Dây 9 nha mọi người. Cây này nó già lắm nha anh em, coi nè, già nu cục cái này nè. Đó, xù luôn á. Đó. Rồi, hoành luôn. Hoành 22. 22 hoành. Cao 79. Đường kính bầu là 30. Đường kính bầu 30. Rồi. Cây này là mã số là D9 em giao lưu cho mọi người 500.000 em bao ship. Rồi D9 500.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. Theo cây mã số D10 nha anh em. Cây này. Đó, đâm chồi ầm ầm luôn nha. Lũa chỗ đầu này nha mọi người. Anh em coi đâm chồi nè. Cây này quá trời đâm chồi luôn. Đó, cái bên mặt chỗ này nó cắt chỗ này bị lũa nó miếng nè. Ha. Bộ đế thì đẹp lắm anh em ơi. Cái nhánh này thì đó bỏ rồi. Cắt bỏ. Để đẹp anh em ơi. Cây đâm chồi nè. Đó. Khi anh em để ra chồi xanh đậm vậy là đem trồng là ok liền nè. À 20. 20 hoành. Chiều cao là 88. Chiều cao 88. Đường kính bầu là 37. Thì kính bầu 37. Rồi 500.000 bao ship anh em ơi. Cây mã số D11 cũng là cây cuối cùng của clip nha anh em. D11. Đó, cây này nó bị lỗi chỗ này nha mọi người. Đầu cắt á. Rồi, hoành luôn. Dê bị lỗi. Dê bị lỗi chỗ này nữa nè. Chút nữa ha. Hoành nó 17. Hoành 17. Cao 93. Đường kính bầu nó 26. Đường kính bầu 26. D11 em giao lưu với mọi người 300.000 em bao ship. Rồi D11 300.000 thôi anh em ơi. Bao ship luôn ha. Dạ. Đó. Rồi mã số D11 cũng là mã số cuối cùng của clip. Cảm ơn mọi người đã